Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh là một công trình nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Công trình này vừa mang nét nguy nga, sang trọng, lại vừa mang dáng vẻ huyền bí, cổ kính. Tòa thánh được coi là tổ đình, cơ sở thờ tự cấp trung ương của đạo Cao Đài. Đến tòa thánh, ai cũng có thể nhìn thấy biểu tượng quen thuộc của đạo Cao Đài. Đó là hình một con mắt nằm trong hình tam giác, tượng trưng cho Thượng Đế. Ngoài ra, đạo còn thờ các vị như Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, Khổng Tử, Lão Tử, Phật Bà Quan Âm. Những hình ảnh này được khắc họa nhiều nơi quanh tòa thánh, nhất là cửa chính. Đây cũng là nơi tập trung nhiều tín đồ Cao Đài ăn chay trường. Họ thường gặp gỡ và ăn chay cùng với nhau trong các dịp lễ lớn của tòa thánh. Những món ăn chay ở đây không chỉ tồn tại trong nhiều nếp nhà, mà nó còn xuất hiện đa dạng trong menu của các tiệm, nhà hàng chay. Ở Tây Ninh, thực khách có thể bắt gặp quán chay ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Hòa Thành, nơi tập trung đông người dân theo đạo Cao Đài. Hầu hết những tín đồ Cao Đài đều tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc luật đạo về việc ăn chay. Họ ăn chay ít nhất 10 ngày trong một tháng, trong đó rất đông tín đồ thuần thành, nhất là những người nhiều tuổi đạo thì đều ăn chay trường. Nhiều gia đình ăn chay 1/3 tháng hoặc cả tháng riêng, đặc biệt vào những ngày 30, mùng 1, 14, 15 hàng tháng. Nhiều tín đồ Cao Đài chọn ăn chay trường như là một cách để tu hành tại gia và mang lại sự tĩnh tâm, cân bằng cho cuộc sống của họ. Chính vì thế, các món ăn chay ở đây được người đầu bếp quan tâm, chăm chút nên rất đa dạng và phong phú. Không chỉ chế biến các món ăn đẹp mắt, đầy đủ dưỡng chất mà còn kết hợp với các loại rau, củ, quả có các vị thuốc vừa ăn vừa trị bệnh, tốt cho sức khỏe. Là nhà hàng chay lớn nhất, tọa lạc tại phường Hiệp Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nhà hàng sinh thái Lạc Viên ra đời với mong muốn tạo ra những bữa cơm chay gia đình thuần Việt, giàu giá trị dinh dưỡng. Nơi đây không chỉ thu hút sự dừng chân của nhiều du khách từ các tỉnh, mà còn là địa điểm gặp gỡ bạn bè, tổ chức sự kiện của những tín đồ Cao Đài. Theo quan niệm của tín đồ và người dân nơi đây, bữa cơm chay không chỉ mang đến cho con người sự an lạc, thanh tịnh, mà còn là dịp để mọi người cùng hướng về tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Vì vậy, ăn chay là nét đẹp văn hóa trong mỗi gia đình tín đồ đạo Cao Đài.